Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình rảnh rỗi, mình có lắp ráp cho một cái anh bạn thân một cái máy thiết bị vệ sinh kim phun bằng đốt hai vòi anh em nhé. Thì cái mùa dịch bệnh này thì mình không cửa hàng không làm, nên là tranh thủ anh mời sang đi chơi, thì tranh thủ là cầm được cái máy vệ sinh kim phun bằng đốt sang lắp ráp cho anh em tham khảo. Thì cái máy vệ sinh kim phun màu đốt này thì là được nhà mình bảo hành tới 2 năm anh em nhé. Thiết bị của công ty Minh Phong sản xuất, anh em nhìn rất là đẹp. Thì các cái cửa hàng của anh em mà có cái máy thiết bị vệ sinh kim phun màu đốt này thì làm cái cửa hàng nó rất là đẹp, chuyên nghiệp. Khách hàng người ta vào người ta nhìn thì rất là chuyên nghiệp, người ta biết anh em có đồ, để lần sau người ta còn mang chiếc xe đắt tiền đến cho anh em bảo dưỡng. Người ta rất muốn anh em bảo dưỡng vì quen biết, nhưng mà người ta nhìn thấy cái quán của nhà mình, cửa hàng nhà mình mà không có những thiết bị chuyên nghiệp thì có quen biết nhưng mà người ta cũng rất là phân vân. Có cái máy này thì có cái dòng chữ này thì đập vào mắt của khách hàng rồi, thì nó rất là chuyên nghiệp, anh em làm nó nhàn, mà máy giá cả trên thị trường thì nó rất là phù hợp. Anh em thu vốn rất là lợi, lại vốn rất là nhanh. Đấy. Thì anh em nào mà quan tâm đến cái thiết bị vệ sinh kim phun màu đốt hai vòi của nhà mình thì cứ liên hệ vào số điện thoại mình đang để trên màn hình. Thì cái thiết bị vệ sinh kim phun màu đốt này thì thực ra là nó có 3 chức năng. Chức năng thứ nhất là vệ sinh kim phun. Chức năng thứ hai là vệ sinh bồn đốt. Cái chức năng thứ ba, cái máy này cũng xem như là một cái bơm xăng luôn anh em ạ. Chẳng may mà xe khách hàng mà bị khó nổ máy hoặc lên ga hụt, anh em nghi ngờ cái bơm xăng, nhưng mà anh em chưa có cái bơm xăng trong nhà để thử, mà anh em muốn chắc chắn là đúng là hư cái bơm xăng hay không, thì anh em có thể sử dụng cái máy này để làm được một cái bơm xăng để nổ máy xe được. Thì là cái video tôi đã có nhiều cái video hướng dẫn cho anh em sử dụng cái máy này rồi, vệ sinh bồn đốt, rồi là vệ sinh kim phun, rồi lắp ráp máy, rồi là giả lập cái bơm xăng. Thì anh em cứ vào những cái mục video của mình anh em xem. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm thì cứ gọi cho mình. Xin chào anh em.